Mới đây, Hồng Loan, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đã gây chú ý khi đăng bài viết ẩn ý về việc đánh cháo dư luận trên trang cá nhân. Cụ thể, cô viết, chuyện đáng làm thì nên làm, đừng soi chuyện người rồi đánh cháo dư luận để khỏa lấp đi những việc mình đang làm. Sao kê là cách tốt nhất, dù không trực tiếp đề cập đến nhân vật nào nhưng giữa loạt tranh cãi đang diễn ra những ngày qua, nhiều khán giả ngầm hiểu con gái Vũ Linh đang muốn nhắc đến ai. Hồng Loan đăng bài viết ẩn ý ai đó, đánh cháo dư luận. Dưới bài viết, Vũ Luân bình luận ủng hộ Hồng Loan, em tôi nói quá chuẩn. Hãy cứ như vậy em nhé. Còn Bình Tinh nhận xét Hồng Loan ngày càng mạnh mẽ. Đa số khán giả đồng tình với Hồng Loan, cho rằng sao kê là cách duy nhất và tốt nhất để làm sáng tỏ mọi chuyện. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời ngày 5 tháng 3 tại nhà riêng sau thời gian chống chọi bệnh ung thư, thọ 66 tuổi. Sau đám tang, gia đình ông xảy ra nhiều mâu thuẫn, từ chuyện hợp đồng livestream tang lễ, xử lý tiền phúng níu đến tranh chấp tài sản. Ôn ào tranh chấp tài sản và kiện tụng giữa các thành viên trong gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thu hút sự quan tâm và theo dõi của đông đảo khán giả. Dù đã lên tiếng làm rõ mọi chuyện, tuy nhiên Hồng Phượng cháu gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn nhận phải nhiều chỉ trích của cư dân mạng. Trước đó, Hồng Phượng cung cấp toàn bộ sao kê tiền phúng níu, thu chi trong đám ma của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vào đầu tháng 3, tuy nhiên cô xin phép giấu tên cụ thể của từng người.